Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước, thầy đã hướng dẫn xong cho các em ở cái phần ôn tập chương tới cái bài 161 không nào. Trong clip hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn tiếp cho các em ở từ bài 162 trở đi các em nhé. Ok, chúng ta sẽ đi sang bài 162. Đó chính là tìm ít ra các em ha. Rồi, chúng ta có câu A các em nhé. Cái bài dạng đề là cái bài tìm x. Như vậy thì chúng ta có này 2,8x trừ 32 chia cho 2 phần 3 bằng âm 90. Thì ở đây chúng ta thấy nè, nhìn đây thầy hướng dẫn nè, chúng ta chưa thực hiện gì trong ngoặc này cả, mà chúng ta phải xử lý ở đây với cái số này. Nhưng mà các em nhớ thầy công thức tổng quát này, ở cái này ở ngoài nháp nhé, ngoài nháp nhé. Như vậy thì chúng ta có x mà chia a mà bằng b á, thì suy ra x sẽ bằng là b nhân a nha các em nhé. Như vậy các em cứ coi như cả cái này là x nha, cả cái này là x tương ứng này, đây là số a này và đây chính là số b này. Như vậy cả cái x này nó sẽ bằng là gì? Nó chính là b nhân a, hiểu nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có là 2,8x trừ 3 bằng 2, tại vì các em coi cả cái ngọt này là x rồi thì nó lại bằng là gì? Âm 90 là b này, phải không? Chúng ta nhân cho a, đó chính là 2/3 theo công thức của thầy, đúng chưa? Đó, như vậy thì cái phần này chúng ta cứ ghi lại, âm 90 mà chia cho 3 thì được là âm 30, âm 30 nhân 2 thì trở thành là âm 60, phải không nào? Tiếp tục ở đây chúng ta giữ 2,8x, chúng ta ghi lại, chúng ta chuyển cái âm 32 này qua bên đây, đổi dấu trừ thì chuyển sang thành cộng, phải không nào? Âm 60 chúng ta viết lại trở thành cộng 32. 2,8x. Như vậy thì âm 60 mà cộng cho 32 nghĩa là chúng ta bằng kết quả là âm bao nhiêu? Âm 28, có đúng không nào? Như vậy chúng ta suy ra x ở đây sẽ bằng là âm 28 chia cho 2,8, hả nào? Nếu như 28 chia 28 thì bằng 1, nhưng mà ở đây 28 mà chia 2,8 thì sẽ bằng âm 10. Chúng ta kết luận vậy x sẽ bằng âm 10. Xong. Ok, các em đã rõ chưa nào? Đó, câu A đơn, rất là đơn giản. Rồi chúng ta đi sang câu B các em nhé. Rồi chúng ta có câu B, ta có là 4,5 trừ 2x nhân cho 1 4/7 bằng 11/14. Như vậy bước đầu tiên chúng ta nên biến đổi cái hỗn số này về phân số trước nha. Tất cả đều giữ nguyên lại chứ không biến đổi gì cả, mà bây giờ chúng ta đưa hỗn số này về phân số. 1 nhân 7 là bằng 7 cộng 4, như vậy nó sẽ bằng 11/7. Ở đây là 11/14, phải không? Thì ở đây các em cũng có công thức là gì? Đây, nó có a nhân x sẽ bằng b, thì xảy ra x sẽ bằng b chia a. Như vậy ở đây các em thấy là a nhân x bằng b này, a nhân x bằng b thì x này sẽ bằng b chia a, đó nào. Như vậy chúng ta có 4,5 ở đây chính là x này bằng b chia a, nghĩa là 11/14 chúng ta chia cho 11/7, phải không nào? Như vậy thì ở đây chia thì chúng ta sẽ tiến hành nhân nghịch đảo, như vậy trở thành 4/5 trừ 2x, 11/14 nhân trở thành là 7/11, đúng chưa? 4,5 trừ 2x cứ ghi lại, 11 với 11 để triệt tiêu, nó còn lại như vậy ở đây là 7/14, chúng ta 7/14 ta rút gọn trở thành là 1/2. Các em có hiểu không nào? Ở đây chúng ta ở, tại vì ở đây là x âm này các em, x đây âm, chúng ta chuyển cái x này qua cho nó dương và chuyển cái 1/2 này qua trở lại. Như vậy thì 4,5 này không chuyển, cứ giữ nguyên đấy. Ở đây cộng, chuyển qua đây thành trừ 1/2. Ở đây trừ, chuyển qua đây thành lại là 2x. Đó, các em hiểu chưa? Nghĩa là mục đích chuyển của thầy để cho x nó dương. Ở đây 4,5 nghĩa là nó là 9/2 đấy các em. 4,5 nghĩa là 9/2 trừ cho 1/2 sẽ bằng 2x. Được chưa? 9 trừ 1 nghĩa là bằng 4. Thầy nói 9 trừ 1 bằng 8, chia 2 đây là bằng 4, 2x. Thế nào? Nên chúng ta suy ra
x này sẽ bằng 4 chia 2 thì sẽ bằng bằng 2. Bằng 2. Vậy x bằng 2. Rồi chúng ta nhìn một xíu nào. Bài này cũng khá là hay các em không? Làm các bước nó phải thật sự là cẩn thận, chứ chúng ta sai một bước thì coi như cái bài của chúng ta nó bị sai hết. Đó, phải không? Ok. Trong quá trình xem mà các em thấy quảng cáo nhớ click quảng cáo hộ thầy nha. Đặc biệt các bạn xem trên laptop, máy tính thì hiện quảng cáo, chứ còn thầy thấy trên tivi với trên smartphone thì ít. Ok. Ta đi sang bài 163 nha. Rồi chúng ta có bài 163 các em. Một cửa hàng bán là 356,5m vải. Ở đây là gồm hai loại các em. Loại vải hoa với một loại là vải trắng. Thế nào? Biết số vải hoa, biết số vải hoa là bằng vải hoa thì bằng là 78,25% vải trắng. Thế nào? Đó. Như vậy thì người ta yêu cầu là tính số mét vải mỗi loại. Như vậy thì ở đây các em thấy là vải hoa cộng cho vải trắng á thì có phải là bằng 356,5m nè. Phải không? Mà vải hoa thì như vậy chứng tỏ là bằng ở đây là 78,25%. Cộng vải trắng đây nghĩa là chưa bán nghĩa là 100%. 100 vải trắng. Đây là vải trắng này em. Thì bằng 356,5% 356,5m. Có đúng không? Như vậy thì ở đây các em thấy là 78 mà cộng với 100 thì nó có phải là, nghĩa thầy đang tính vải trắng nè các em. Tính vải trắng đấy. Như vậy thì ở đây là nó sẽ trở thành 178,25% vải trắng sẽ bằng 356,5m. Các em có hiểu không nào? Thầy nói là này, vì vải hoa là bằng là 78,25% vải trắng, mà trong khi đó là cái số vải hoa cộng số vải trắng thì bằng 356m. Nên cái số vải hoa này nãy nó đã bằng là 78,25% vải trắng, thầy thế vải hoa này bởi vải trắng luôn. Thế nào? Như vậy 78,25% vải trắng cộng ở đây vải trắng nghĩa là chúng ta chưa bán. Ở đây ban đầu của vải trắng này chứng tỏ nó là 100% vải trắng. Thế nào? Như vậy thì chúng ta suy ra cái số vải trắng. Chúng ta suy ra cái số vải trắng thì nó sẽ bằng là 356,5 chúng ta chia cho 178,25%. Thì cái số vải trắng các em hiểu nào sẽ bằng, rồi chúng ta bấm máy tính nha. Tại vì cái này chúng ta biết cách bấm rồi. 356.5 chia ở đây cho bao nhiêu em? 178.25 à. Chúng ta bấm shift bằng nha, shift bằng ở đây phần trăm á là bằng 200. Đó nè. Như vậy ở đây nó bằng 200m này. Như vậy thì bây giờ chúng ta đã có vải trắng rồi, thì các em sẽ lấy 356,5 trừ cho 200 thì ra được vải hoa. Như vậy chúng ta suy ra cái vải hoa này sẽ bằng 356,5 trừ cho vải trắng, nghĩa là bằng 356,5 trừ cho 200 thì nó sẽ bằng là 156,5m. Đó. Vậy các em kết luận vậy vải trắng, các em hiểu chưa? Ở đây là chúng ta là 200m, còn vải hoa là 156,5m. Đó. Ok. Rồi chúng ta sẽ đi sang bài 164 nhé. Rồi, ok. Vậy thì chúng ta đã nắm được bài 163 rồi. Chúng ta đi sang bài 164. 164. Khi trả tiền mua một cuốn sách theo đúng giá bìa, on được cửa hàng trả lại là 1.200 ha. Vì đã được khuyến mại là 10%. Khuyến mại đáng lẽ là không có trả,
Nhưng mà nghĩa là cửa hàng đó bình thường là thu hết, ví dụ đưa 100 nghìn đi thì lấy hết 100 nghìn, nhưng mà bữa nay bạn Mai mua đúng cái cuốn sách đó thì lại được trả lại là 1.200 đồng, 1.200 đồng, tại vì nó cái chương trình khuyến mãi của nó là 10%. Vậy On đã mua cuốn sách với giá bao nhiêu tiền? Nghĩa là hỏi cái giá của cuốn sách là bao nhiêu tiền đó nè. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tính giùm thầy cái giá bìa của cái cuốn sách này, bằng cách dựa vào cái số tiền trả lại và cái số tiền khuyến mại của cửa hàng đã đưa ra đó nè. Như vậy thì giá bìa của cuốn sách thì chúng ta sẽ lấy đó chính là gì? Có phải là lấy cái số tiền mà được trả lại này, chúng ta chia cho số tiền khuyến mại này thì ra được cái số tiền của cái quyển sách là giá bao nhiêu. Sau đó em lấy số tiền của quyển sách giá bao nhiêu, tổng ban đầu đó, sau đó chúng ta trừ đi cái tiền mà được thối lại đây thì nó sẽ ra được cái giá của thực của quyển sách đó là chưa khi, sau khi đã khuyến mãi rồi đó nào. Như vậy thì chúng ta có là theo đúng cái giá bìa. Như vậy thì bây giờ chúng ta tính là giá bìa cuốn sách là có phải các em lấy 1.200 đồng, chúng ta chia cho 10% số tiền khuyến mãi. Rồi chúng ta sẽ bấm máy tính ha, 1200 chúng ta chia cho 10, chúng ta bấm ship nhau bằng là được là 12.000 đồng các em ạ. Đó bây giờ bạn On đã mua cuốn sách với giá là, thì các em sẽ lấy cái giá bìa ở đằng sau ấy là 12.000 đồng này, ta trừ đi cái số tiền mà được trả lại thì ở đây trừ 2 thì sẽ bằng là 10.800 đồng ha. Ok, các em đã hiểu chưa nào? Đó rồi, chúng ta đi sang bài 165 nhé. Ta có bài 165 nha. Một người gửi tiết kiệm 2 triệu đồng, người ta gửi nè, gửi tiết kiệm là 2 triệu đồng thế nào, tính ra mỗi tháng lại được là 11.200 đồng tiền lãi này, mỗi trên một tháng này thì 2 triệu này thì mỗi tháng thì nhận được 11.200 đồng. Hỏi người ấy đã gửi tiết kiệm với lãi suất là bao nhiêu phần trăm một tháng. Thì ở đây chúng ta muốn tính lãi suất thì các em sẽ lấy số tiền lãi này người ta chia cho cái tiền gốc này về nhân cho 100 thì ra đó nè. Như vậy thì lãi suất một tháng là, như vậy thì các em sẽ lấy 11.200 đồng này chúng ta chia cho 2 triệu đồng và chúng ta nhân cho 100 thì bằng. Rồi chúng ta bấm máy tính nhé, ta có là 11.200 đồng ta nhân cho 100 thì bằng này, chia cho 2 triệu 123 123 thì bằng 0,56% các em ha. Đó, với lãi suất là 0,56%. Ok, chúng ta đi sang bài 166 nha. Rồi, chúng ta có bài 166. Học kỳ 1 các em ha. Cứ đối với làm toán thì chúng ta nên tóm tắt cái đề bài nha các em nha, tóm tắt cái đề bài để chúng ta hiểu cái đề. Chứ chúng ta không hiểu cái đề thì không thể làm được. Số học sinh giỏi của lớp 6D bằng 2 phần 7 số học sinh còn lại. Như vậy thì ở học kỳ 1 này thì số học sinh giỏi này thì nó bằng là 2 phần 7 số học sinh còn lại. Còn lại nghĩa là bao gồm khá, trung bình, yếu, kém đấy, đúng không?
sang học kỳ 2 thì số học sinh giỏi tăng thêm 8 bạn. Học sinh giỏi này nó giữ nguyên là học kỳ 1 nhưng mà nó cộng thêm là 8 bạn. Số học sinh cả lớp không đổi, nghĩa là không chuyển đi hay là không chuyển đi nơi khác hay là không chết hay là không gì đó ha. Nên số học sinh giỏi, nên lúc này số học sinh giỏi nó lại bằng 2/3 số học sinh còn lại. Hỏi học kỳ 1 lớp 6D có bao nhiêu học sinh giỏi? Như vậy thì người ta hỏi là học kỳ 1 lớp 6D có bao nhiêu học sinh giỏi? Đó nè. Rồi, đối với bài này thì chúng ta sẽ tiến hành giải như sau em. Ta ghi là giải. Ở phần đề này là thầy chỉ tóm tắt thôi nha các em nha. Như vậy thì chúng ta có này. Bây giờ thầy sẽ tính cái số học sinh giỏi của lớp 6D so với số học sinh cả lớp trước không nè. Như vậy thì cái số học sinh giỏi của cái lớp 6D, lớp 6D ở học kỳ 1 em, 1 thì nó sẽ bằng là gì các em, có phải là 2/7 nào? 2/7 thì chúng ta có 2 trên cho 2 cộng cho 2/7 dưới đây thì nó sẽ bằng là 2/9 số học sinh cả lớp, đúng chưa? Đó, so với số học sinh cả lớp mà các em. Đúng không nào? Đó. Còn đấy là ở đây là học kỳ 1 mà. Còn nếu bây giờ người ta thêm 8 bạn nữa được chứ. Nếu có thêm 8 học sinh giỏi nữa. Thì số học sinh giỏi nó lại bằng là bao nhiêu em? Nó lại bằng là 2/3 số học sinh còn lại. Nó sẽ bằng 2/3 số học sinh còn lại, chứng tỏ chúng ta cũng có 2 trên cho 2 cộng cho 3 ở đây thì nó sẽ bằng là 2/5 số học sinh cả lớp, đúng chưa nào? Đó, chúng ta cứ dựa vào cái đề bài thôi. Như vậy thì cái phân số chỉ 8 học sinh đây này. Cái phân số chỉ 8 học sinh nó sẽ bằng là gì? Cái số học kỳ 2 này các em, 2/5 chúng ta trừ đi cho học kỳ 1. Ở đây chúng ta có học kỳ 2 này nha. Học kỳ 2 trừ cho học kỳ 1 này. Đó nè. Thì như vậy thì chúng ta có là, ta tiến hành quy đồng là đây là 45 à. 45 chia cho 5 thì được 9, nhân đây là 10, 18 này. 45 chia 9 thì được 5, nhân đây là 10 này. Như vậy nó sẽ bằng là 8/45. Đó nè. Đó. Như vậy thì cái số 8 học sinh mà bổ sung ở học kỳ 2 này nó chỉ là 8/45. Như vậy thì bây giờ người ta tính cái số học sinh của cái lớp 6D. Là chúng ta có 8 chia cho 8/45 thì bằng 8 nhân cho 45/8 thì sẽ bằng 45 học sinh. Đó nào. Như vậy thì bây giờ số học sinh của cái lớp 6D ở học kỳ 1 là, như vậy thì ở đây nó là bằng 2/9 so với số học sinh cả lớp, mà số học sinh cả lớp chúng ta là 45 học sinh này. Như vậy thì các em có hiểu không nhỉ? Các em có hiểu cái chỗ số 2 với số 2 ở đây không? Thầy giải thích xíu này, thầy làm hơi nhanh quá sợ các em không hiểu chỗ đây. Cái số 2 ở đây á, tại vì ở đây người ta nói là bằng 2/7 số học sinh còn lại thì nó bao gồm là gì? Nó bao gồm là khá, trung bình, yếu kém. Như vậy cái tử số 2 này này, cái tử số 2 là tử số nó chỉ là chỉ số học sinh cả của học sinh giỏi. Nhưng mà ở đây bây giờ thầy muốn tính là tính số học sinh cả lớp thì bắt buộc phải cộng cái số học sinh này xuống dưới mẫu nữa chứ. Các em hiểu nào? Chúng ta bắt buộc phải cộng cái tử số học sinh giỏi ở trên tử này xuống ở dưới mẫu này thì nó mới ra được là 2/9 số học sinh cả lớp. Chứ còn ở đây là số học sinh còn lại này các em.
Các em hiểu là số học sinh còn lại thì bao gồm là khá, trung bình, yếu, kém. Nhưng ở đây là số học sinh cả lớp là bao gồm cả giỏi, trung bình, khá với yếu, kém là nó là 2/9. Các em hiểu chưa nào? Ở đây cũng vậy, ở học kỳ 2 cũng vậy. Nó là bằng 2/3. 2/3 số học sinh còn lại thì ở đây các em bắt buộc phải cộng ở trên tử xuống ở đây với mẫu thì nó mới ra được số học sinh cả lớp được. Chứ còn ở đây thì chỗ đây là số học sinh còn lại thì nó không có tính số học sinh giỏi trong đó các em. Hiểu chưa nào? Nên mình có cộng ở trên tử xuống với mẫu nè. Nó ra được 2/9 và 2/5. Thầy sợ nãy giờ thầy nói nhanh quá các em không hiểu qua chỗ này. Có đúng chưa? Đó, bây giờ đã hiểu chưa nào? Như vậy thì số học sinh lớp 6D học kỳ 1 là như vậy. Ở đây nó bằng 2/9 số học sinh cả lớp này, các em lấy 2/9 nhân cho 45 thì ra nè. Như vậy 45 nhân cho 2/9 thì em lấy 45 chia 9 thì được 5, 5 nhân 2 là bằng 10 học sinh. Đó. Em này hiểu chưa? Bài này cũng hơi khó hiểu em ạ. Khó ở chỗ là gì? Ở đây người ta cho là cho số học sinh còn lại mà thầy lại đi tính là số học sinh cả lớp nên bắt buộc phải cộng một cái số học sinh giỏi ở tử này xuống với mẫu để nó ra được số học sinh cả lớp nha. Thấy chưa? Ok. Bây giờ đã thông chưa? Hiểu đúng không? Thầy thì giảng thì sợ học sinh nó không hiểu thì bảo ông thầy thì giảng không ra sao, chết. Rồi, ok. Còn ví dụ như mà đề bài này bảo tính số học sinh giỏi của học kỳ 2 thì các em sẽ lấy 45 nhân cho 2/5 thì ra được số học sinh của học kỳ 2. Coi thử 2/5 thì các em sẽ đó chính là 18, tại vì nó cộng thêm 8 học sinh nữa. Đây là 10 nè, cộng 8 nghĩa là 18 chắc chắn, đúng không? Rồi, ta đi sang bài 167 cuối cùng nhé. Rồi, chúng ta có bài 167 nha. Đố em lập được một cái đề toán mà khi dùng máy tính bỏ túi người ta đã bấm liên tiếp như sau: 50 nhân bấm 2 lần hiệp nhân em, 30% này, 40%, 22%, 8%. Như vậy thì ở đây cái đề toán này á, nghĩa là chúng ta cần phải tìm là 30%, 40%, 22%, 18% của 50. Phải không nào? Như vậy thì chúng ta có là theo đề bài ta cần tìm 30% này, 40% này, rồi 22% này, với lại là 8% của bao nhiêu em? Của 50 đúng không? Của 50 này. Do đó ta có thể lập một cái đề toán như sau. Thì ở đây chúng ta có thể làm bất kỳ, ví dụ như tính số học sinh giỏi, khá, trung bình theo thứ tự nó như thế này. Ví dụ sinh giỏi, sinh khá, trung bình. Phải không? Đó. Ví dụ tổng số học sinh của lớp 6 hay lớp 9 gì đây, 50 chúng ta tính ha. Ok. Như vậy thì ví dụ như là lớp 9 này, lớp 9B đi, có là 50 học sinh. Kết quả xếp loại học lực của học kỳ 1 cho biết là gì? Cái số học sinh xếp loại giỏi này, khá này, đó là trung bình nè, yếu nè, theo thứ tự là gì? Các em 30% nè, 40% nè, 22% nè, với lại là 88% nè. Đó là số học sinh cả lớp. Ta yêu cầu là tính số học sinh mỗi loại trong học kỳ 1. Đó, ta có thể đưa ra một đề toán đơn giản như vậy. Còn các em có thể
yêu cầu một cái đề toán khác, nhưng mà quan trọng là cái số tổng ở đây phải là 50 và theo cái thứ tự theo các cái phần trăm như này. Ok, được chưa nào? Như vậy thì tới đây thầy xin tạm dừng. Trong clip tiếp theo thầy sẽ chúng ta nhìn xíu đây. Được chưa? Chúng ta ấy thông báo bấm dừng lại nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay cho các em ôn tập cuối năm phần số học. Được chưa nào? Ok, xin chào và gặp lại các em trong clip tiếp theo nhé.